Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tại sao chúng ta lại yêu quý Hoa hậu Hờ Hên Nhê? Phần 2. Hai năm qua, chặng đường Hờ Hên Nhê đi cũng thể hiện nhất quán con người của cô gái ED. Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào, Hờ Hên Nhê có tham vọng tẩy xóa nguồn gốc và xuất thân của mình. Dù bị người đẹp đàn chị nào đó chê bai quê mùa, thô lỗ, chê cái dép tổ ong lẫn cái dáng ngồi chồm hổm, Hên vẫn vững tin vào bản thân với những giá trị cốt lõi của chính mình, để không phải thay đổi theo cách mà thế giới mong muốn, kỳ vọng, mặc định vào một hoa hậu. Hên về quê với quần jeans, áo phông. Hên ra đồng với dép tổ ong và ủng nhựa lội ruộng. Hên đi làm từ thiện với da mặt không bồi quét, với đôi mắt thâm quầng không họa vẽ. Hên tham gia cuộc đua kỳ thú với mái tóc không chải chuốt, đôi môi không thoa son, dáng đi không thẳng lưng, không đánh hông. Hên vẫn là hoa hậu, nhưng Hên không chọn làm dáng và diễn xuất ở đời thường. Người ta bảo Hên không biết giữ hình ảnh, bảo Hên không tôn trọng công chúng. Nhưng những ai thực sự theo dõi hành trình của Hên thì đều không quan tâm tới cái gọi là hình ảnh, đầy tính hình thức và trình diễn. Họ yêu sự mộc mạc giản dị của Hên. Trong sự mộc mạc ấy không có sự thô lỗ như ai kia nhận xét, ngược lại rất tinh tế và chân thật. Như cách cô ngồi xuống cùng với người nông dân bên bờ ruộng, ăn bữa trưa bằng cơm nguội cá khô đựng trong cặp lồng của họ thay vì giữ hình ảnh. Đỡm dáng kiểu cách giả lả hỏi thăm để chụp cho xong mấy tấm hình rồi rời đi. Như cách cô ngồi xuống thổi bếp lửa của đồng bào Tây Bắc, ôm những đứa trẻ lắm lem vào lòng, cọ mũi lên khuôn mặt nứt nẻ, mũi dại của chúng mà cưng nựng, áp mặt vào những chiếc váy hơm mông, lem nhem đất cát mà rút rít cười đùa. Hay cách cô thẳng lưng bước đi như người mẫu, nhưng trên đầu lại đội bao gạo từ thiện mang tới cho dân nghèo. Hai năm qua, Hên không chỉ đi làm từ thiện theo các chương trình lớn nhỏ của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Hên còn đi làm từ thiện bằng chính tiền túi của mình. Có bao nhiêu tiền thưởng từ danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và top 5 Miss Universe, Hên đều đem cho đi. Thậm chí trong một sự kiện thiện nguyện tại làng trẻ SOS Thừa Thiên Huế, thấy những gì mình mang tới vẫn còn thiếu, Hên bất ngờ tháo chiếc vòng trai đang đeo ở cổ ra đấu giá. Đó cũng là chiếc vòng mà cô được tặng. Văn hóa của người ED cô là vậy, tiền bạc có được nhờ cho tặng sẽ mang đi cho tặng người cần hơn mình. Văn hóa ấy sau 10 năm lăn lộn trong showbiz, Hên vẫn giữ gìn. Thế nhưng chính Hờ Hên Nhê tự thú nhận rằng, những hoạt động từ thiện khắp mọi miền đất nước của cô trong 2 năm qua chỉ là cưỡi ngựa đi từ thiện. Hoa hậu phủ nhận tất cả công sức của mình, đem những gì mình làm được quá hời hợt, nhỏ bé, không đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Kể cả việc cô đã trao bao nhiêu suất học bổng cho trẻ em ED, kể cả việc cô hoàn thành dự án điện đường cho quê nhà. Duy nhất một hoạt động mà Hên cho mình đã làm tốt, đồng thời vẫn đang nỗ lực hoạt động, gây quỹ, đó chính là dự án Room to Red, một chương trình toàn cầu về giáo dục dành cho các nữ sinh. Hờ Hên Nhê đang là đại sứ toàn cầu của tổ chức này, đã gây quỹ thành công 18.000 đô và hướng tới con số 22.000 đô vào cuối năm 2019. Trong lịch sử các hoa hậu Việt Nam, Hờ Hên Nhê là hoa hậu có xuất phát điểm thấp nhất, nhưng lại có những cống hiến xã hội tích cực nhất, mạnh mẽ nhất. Các cuộc thi nhan sắc vẫn sẽ tiếp diễn. Các cô gái đẹp đi thi hoa hậu vẫn mang theo khát vọng đổi đời, nổi tiếng và giàu có. Các người đẹp đăng quang vẫn nỗ lực dùng ngoại hình như một công cụ tối thượng để chinh phục công chúng. Có thể sẽ còn rất lâu nữa, chúng ta mới lại gặp được một cô gái như Hờ Hên Nhê. Một cô gái dùng sự đổi đời của bản thân để đổi đời cho những người thiệt thòi. Một cô gái dùng trái tim để chinh phục công chúng. Một cô gái dùng danh hiệu để chia sẻ trách nhiệm xã hội. Cô gái ấy có thể sẽ không đẹp, không sang như kỳ vọng. Cô gái ấy có thể sẽ già đi mà không chịu bơm Botox xóa nhăn. Cô gái ấy có thể sẽ mất cả vòng eo và cặp đùi săn chắc, làn da đầu ống của tuổi đôi mươi. Cô gái ấy sẽ xuất hiện trên trang nhất với dòng tin gây sốc về sự xuống sắc đến kinh ngạc sau khi về hưu. Nhưng khán giả của cô ấy sẽ chẳng bận lòng, vì chính cô ấy cũng sẽ chẳng bận tâm đâu. Chính vì thế, vẻ đẹp vĩnh cửu không phải là vẻ đẹp của sự trẻ mãi không già, càng không phải là vẻ đẹp của công nghệ, kỹ nghệ, mà là sự tung hô đại chúng. Đó nhất định là vẻ đẹp của niềm tin sâu sắc và chính bản thân mình. Đó cũng là vẻ đẹp mà cái tên Hờ Hên Nhê rực sáng 2 năm qua và nhiều năm của tương lai. Đó cũng chính là lý do mà chúng ta yêu cô ấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.